Hello cả nhà, lúa mình cắt xong rồi nha mọi người. Đây, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng mấy đồng hồ là cắt xong rồi đấy. Tổng cộng là được 297 bao trên 21 ngàn mét vuông. Mỗi đồng thì 14 bao một công nha. Đây. Quá tuyệt vời. Mùa này được nhiều bao mà bao cũng nặng lắm nha mọi người. Đó. Đã không? Để bao cực kỳ khéo luôn. Đó, đằng 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 trắng 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 vàng vàng đằng đó đó là bao lúa đó đó. Ôi, vô mát đứng mọi người, quá nắng rồi. Hư hết mấy cái bắp rồi. Hồi nãy chạy đi Mường Bao mệt lắm luôn á. Tưởng như mỗi năm thiếu 20 cái. Chạy gì? Chạy ra tới ngoài Bờ Kinh ngoài đấy. Đấy, ngoài đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Thấy hay nhớ like, share và subscribe giùm mình nha. Bye bye.